Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Môi trường và Tài nguyên của Truyền hình Nhân dân. Mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn đặt một câu hỏi, đó là quý vị sẽ làm gì với lượng thức ăn thừa sau mỗi bữa ăn? Theo khảo sát nhỏ của chúng tôi thì nhiều người sẽ nấu lại bữa ăn cho ngày hôm sau. Nhưng nếu số lượng ít thì mọi người sẽ lựa chọn phương án vứt đi. Bên cạnh số thức ăn thừa trong nhiều bữa cơm gia đình thì còn rất nhiều thực phẩm bị vứt bỏ từ các nhà bán lẻ. Vậy thì số lượng thực phẩm bị bỏ đi đang là một vấn đề lớn hơn chúng ta nghĩ. Vì sao lại như vậy? Thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một clip ngay sau đây. Vài năm trở lại đây, vấn đề lãng phí thực phẩm nổi lên như một nguyên nhân quan trọng gây thất thoát tài nguyên, tác động xấu đến môi trường và gia tăng bất bình đẳng. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, mỗi năm, loài người lãng phí khoảng 1,3 tỷ tấn thực phẩm, tương đương với 1/3 lượng sản xuất ra trên toàn thế giới. Thực phẩm do các nhà bán lẻ và người tiêu dùng ở các nước phát triển thải bỏ có thể đủ để nuôi sống tất cả 870 triệu người đói ăn trên thế giới. Dân số thế giới tăng nhanh làm tăng nhu cầu về thực phẩm, kéo theo sự phình to của công nghiệp chế biến cũng như những gánh nặng lên môi trường, bao gồm sử dụng lượng lớn thuốc trừ sâu, phân bón hóa học cũng như cần một lượng lớn tài nguyên nước phục vụ tưới tiêu và quá trình chế biến tạo ra lượng rác thải lớn. Đây là một cấu phần quan trọng trong tỷ trọng lãng phí thực phẩm. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, rác thải thực phẩm dễ thối rữa khi tích tụ số lượng lớn, trở thành nơi sinh sôi, tập trung của nhiều loại sinh vật gây bệnh. Điều này gây ra các vấn đề nghiêm trọng không dễ giải quyết về môi trường và sức khỏe. Hiện việc xây dựng các chiến lược quản lý, xử lý và hủy bỏ chất thải của các quốc gia vẫn đang tiến triển khá chậm chạp. Do đó, xử lý rác thải thực phẩm nổi lên như một vấn đề cần được khoa học ưu tiên. Ước tính mỗi năm có đến cả 100 triệu tấn rác thải thực phẩm được thải ra từ các công đoạn của ngành công nghiệp chế biến trên toàn thế giới. Phần lớn chất thải thực phẩm được vận chuyển vào các bãi chôn rác. Tại đây, chúng phân hủy và phát ra khí metan, một loại khí nhà kính tiềm ẩn. Theo báo cáo, chúng sẽ tạo ra 3,3 tỷ tấn khí nhà kính mỗi năm trên toàn cầu, chiếm khoảng 7% tổng lượng khí thải. Rác thải thực phẩm rất dễ bị ôi thiêu khi tồn tại tự do trong môi trường mà không có phương án xử lý tốt. Tuy nhiên, nếu rác thải thực phẩm được tận dụng tối ưu thì hiệu quả mà nó mang lại sẽ rất lớn. Tận dụng rác thải thực phẩm mang đến giải pháp cuộc sống hiện đại hơn, tránh đi tình trạng lãng phí thực phẩm và sản phẩm có liên quan đến thực phẩm. Nhiều giá trị kinh tế môi trường được tạo thành khi việc tận dụng rác thải thực phẩm được chú trọng thực hiện. Có thể chúng ta đều nghĩ rằng một lượng nhỏ thức ăn thừa bỏ đi sẽ không sao. Thế nhưng nếu mỗi gia đình đều bỏ đi một lượng nhỏ ấy thì khối lượng thức ăn bị thải bỏ sẽ không còn nhỏ nữa. Không chỉ trong một mà là nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, số lượng thực phẩm bỏ đi trong một gia đình hoàn toàn có thể được tận dụng theo nhiều cách khác nhau để tránh đi sự lãng phí nếu chúng ta thật sự hiểu giá trị của tái chế rác thực phẩm. Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu thế giới với thành tích tái chế tới 95% lượng thực phẩm bị thải bỏ. Hàng năm, mỗi người Hàn Quốc bỏ thừa hơn 130 kg thực phẩm, trong khi theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, con số này ở châu Âu và Bắc Mỹ là 95-115 kg một người một năm. Điều này xuất phát từ thực tiễn văn hóa ẩm thực, khi mà mỗi bữa ăn, người Hàn Quốc thường có rất nhiều món ăn kèm. Trước thực tế đó, chính phủ Hàn Quốc đã có những giải pháp triệt để nhằm đưa lượng thực phẩm bỏ thừa được tái chế từ 2% vào năm 1995 lên 95% như hiện nay. Năm 2013, chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra quy định bắt buộc. Theo đó, trung bình một gia đình 4 người phải trả $6 một tháng để mua túi phân hủy sinh học đựng thực phẩm bỏ thừa. Chi phí mua túi đáp ứng được 60% chi phí thực hiện chương trình tái chế thực phẩm. Bên cạnh đó, chính phủ cũng cho phép sử dụng thực phẩm thừa đã qua tái chế làm phân bón hoặc dùng làm thức ăn chăn nuôi. Công nghệ cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý rác thải là thực phẩm thừa. Ở một số quận của thủ đô Seoul, 6.000 thùng rác tự động được trang bị cân và bộ nhận dạng tần số vô tuyến RFID. Nhờ đó, những thùng rác này có thể cân lượng thực phẩm thải bỏ đựng trong túi phân hủy sinh học và tính phí cho người dân đổ rác thông qua một thẻ nhận dạng. Nhà chức trách quận Songpa, một trong những quận lớn nhất của Seoul cho biết, trong vòng 6 năm, những chiếc máy trả tiền để tái chế này đã có công giảm 47.000 tấn thực phẩm thải bỏ ở đây. Vì người dân phải trả tiền mới được đổ rác, nên chính quyền đã khuyến khích họ loại bớt nước để giảm trọng lượng thực phẩm thừa trước khi bỏ vào thùng rác thông minh. Bởi trên thực tế, khoảng 80% khối lượng của thực phẩm thải bỏ là nước. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí của người dân mà còn giúp thành phố tiết kiệm ngân sách.
Năm ngoái, chỉ riêng quận Sampa đã tiết kiệm được 8,4 triệu đô la Mỹ chi phí thu gom so với năm trước. Chất thải được thu gom bằng chương trình túi phân hủy sinh học được ép tại nhà máy xử lý để loại bỏ thêm nước. Phần nước rác được sử dụng để tạo ra khí sinh học và dầu sinh học. Phần chất thải khô được chế biến thành phân bón, giúp thúc đẩy phong trào trang trại đô thị đang phát triển. Không chỉ tại Hàn Quốc mà nhiều quốc gia khác trên thế giới như Nhật Bản, Canada cũng đã áp dụng nhiều phương thức hiệu quả trong việc tái chế rác thực phẩm. Tại nước ta, một vài mô hình tận dụng rác thải thực phẩm cũng đang được thực hiện nhằm tận dụng tối đa giá trị của loại rác thải này thay vì thải bỏ cùng những loại rác khác như trước đây. Khu vườn có diện tích gần 1.000 m2 này trồng đủ các loại rau theo mùa và cứ vào lúc rảnh rỗi thì những người phụ nữ này lại rủ nhau ra mảnh vườn để chăm sóc. Để có được mảnh vườn tươi tốt này là nhờ vào sự thay đổi nhận thức về môi trường và sự đồng lòng của cả cộng đồng. Đây, trước khi nó là cái ao, thế rồi thì các những cái nước bẩn, nước thải, tất cả là ra cái ao này. Nhân dân trong làng cũng có đồng tâm vào chỗ này để các ông mới nói là để lấp cái ao này đi cho nó sạch. Thế thì tất cả nhân dân thì là các ban bệ, các cũng có ít nhiều thanh niên phụ nữ là đóng góp vào để đổ tạo lên được một cái ao này thành một cái lền để sau này như là các phụ nữ này là dầm rau được những cái luống rau là rất chi là sạch, mà làm được cái nước vi sinh này tưới rau là sạch mà vừa đẹp. Trồng rau sử dụng nước vi sinh là hoạt động nằm trong mô hình sinh kế của tổ phụ nữ thôn Phượng Trì, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Từ khi ra mắt vào tháng 3, đến nay, tổ đã có 15 thành viên thay nhau chăm sóc vườn rau củ. Điều khác biệt so với nhiều đơn vị trồng rau khác chính là các chị đã tận dụng nguồn thải từ chế biến thực phẩm để làm phân bón cho rau. Trước đây, lượng rác thải hữu cơ sau khi chế biến thường được các hộ gia đình tận dụng nuôi lợn gà. Nhưng khi xã hội phát triển, thức ăn cho gia súc, gia cầm được sản xuất đại trà thì những thứ dư thừa này thường bị vứt đi. Nhưng với các thành viên trong mô hình sinh kế, những thứ rác này được tận dụng để làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Quá trình ủ phân được thực hiện khá đơn giản. Khi rác thải được tập trung tại một thùng ủ, nước vi sinh đã được ủ sẵn tại thùng bên cạnh sẽ được tưới đầy mỗi khi có rác thải thực phẩm bỏ thêm vào. Chỉ sau một vài ngày, vi sinh kết hợp với rác hữu cơ tạo thành phân bón đậm đặc với nhiều dưỡng chất tốt cho cây trồng. Môi trường thì phải nói là đảm bảo xanh sạch đẹp, sạch sẽ. Còn về hiệu quả thì phải nói là quá tuyệt vời luôn. Trong khi đó là chúng tôi làm đấy thì là rau ăn bán cho các bà con làng xóm chung quanh. Ai mua thì bán, còn nếu gia đình ăn. Không chỉ tận dụng rác thải từ thực phẩm làm phân hữu cơ tăng hiệu quả năng suất cho cây trồng, những người phụ nữ của mô hình sinh kế còn cùng nhau tận dụng nguồn thải từ chất thải nhựa như chai lọ hay túi ni lông. Các chị phân loại, làm sạch và bán cho các cơ sở tái chế. Nguồn lợi thu được sẽ giúp cải thiện đời sống cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Thì mô hình sinh kế là có tác dụng. Thứ nhất là tuyên truyền vận động các hộ dân phân loại và xử lý rác thải. Rác hữu cơ thì ngâm vi sinh để tưới cho rau. Rác tái chế thì bán để tiết kiệm nguyên liệu nhựa. Còn rác vô cơ thì để đúng tập kết đúng nơi quy định. Trên thực tế, từ hiệu quả mà mô hình mang lại đã chứng minh rằng tạo sinh kế bền vững từ rác thải sẽ khiến người dân tin tưởng và ủng hộ. Từ đó, người dân trong thị trấn cũng tự phân loại và tái sử dụng từ những thứ tưởng chừng không còn giá trị. Nhiều người thường cho rằng để tận dụng rác thải từ thực phẩm phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện cơ sở hạ tầng và thường dễ thực hiện tại các vùng nông thôn, nơi có diện tích đất rộng, dễ triển khai các mô hình ủ rác thải thực phẩm thành phân bón. Thế nhưng nhiều hộ gia đình đang sinh sống tại đô thị cũng đã thực hiện thành công việc tận dụng nguồn rác thải thực phẩm với mô hình hộ gia đình. Gia đình chị Tăng Thị Nga sinh sống tại thủ đô, diện tích đất sử dụng tuy không nhiều, thế nhưng với mong muốn tận dụng, tái chế lại nhiều nhất có thể nguồn rác thải của gia đình mình thay vì đổ đi thức ăn thừa, chị vẫn có cách làm của riêng mình. Thực ra thì là mình sinh ra ở nông thôn, thành ra cái việc trồng cây thì là mình đã quen rồi. Mình thấy là cái lượng rác thải hữu cơ rất tốt cho cây.
Và bây giờ thì mình lại quan tâm đến môi trường nữa, nhưng mình thấy cái việc phân loại rác mà xử lý lại cái rác hữu cơ đấy thì cái lượng rác thải thải ra môi trường nó giảm đi rất là nhiều, nên bảo vệ môi trường. Nhưng mà có một vườn rau ấy còn là rất là nhiều trậu hoa ấy, thì dùng cái rác đấy và trộn thêm mình đất lên để trồng thì mình thấy cây cối phát triển rất là tốt, mình không phải đi mua phân ở ngoài nữa mà nó hoàn toàn là từ cái nguồn rác hữu cơ. Trong quá trình chế biến thức ăn, những thứ không còn giá trị như cọng rau, lá sâu, vỏ các loại củ quả được chị giữ lại, cắt nhỏ. Nước sử dụng từ việc rửa rau cũng được chị tận dụng triệt để và dùng cho việc tưới các loại cây trồng trên vườn. Khoảng sân nhỏ trên tầng thượng được chị tận dụng làm nơi ủ phân, trồng rau và nhiều loại hoa. Đây trở thành một quy trình khép kín, vì vậy rác thải ra môi trường hầu như không có. Sau nhiều ngày đi công tác về, anh Hội lại mang rác thải thừa từ quá trình chế biến thực phẩm lên sân thượng để tái chế. Mô hình tái chế của gia đình anh nhìn qua khá giống với mô hình đã được nhiều hộ gia đình triển khai trên sân thượng, được gọi là aquaponics, mô hình kết hợp trồng cây và nuôi cá phía dưới giàn cây. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính là việc anh Hội đổ thẳng rác thải thực phẩm vào hệ thống mà không cần phải xử lý ngâm ủ và men vi sinh. Cái đồ ăn thừa của chúng ta đó, nó là cái cũng là cái đồ ăn của các loại vi sinh vật. Và như vậy là ở bất kỳ chỗ nào có thức ăn thì ở đó sẽ có vi sinh vật. Cũng giống như chúng ta thấy rằng ở trong đất nó có những con giun chẳng hạn, vân vân. Thì cái việc chúng tôi là thiết kế ra hệ thống để cái hệ thống nó đẩy cái lượng oxy vào nhiều nhất. Bởi vì vi sinh vật nó không chỉ cần đồ ăn mà nó cũng cần oxy như con người. Thì cái hệ thống trong quá trình vận hành như vậy thì nó đẩy cái lượng oxy vào nhiều nhất thì giúp cho sinh vật nó phát triển ở đấy, cái hệ thống mạnh nhất và cái hệ thống nó tự bền vững, tự vận hành và cái rác thải được phân hủy rất là tốt, không có mùi. Và có thể trồng được đa dạng các loại cây. Thì việc của gia đình là gom vào và đổ trực tiếp vào hệ thống. Còn việc của hệ thống là tự nó sẽ phân hủy, tự nó sẽ làm, sẽ phân hủy tự nhiên, sinh học và nó cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Cũng như là nó đảm bảo là không có mùi. Hệ thống gồm các bể chính chứa rác thải, nước thải. Trong bể này có hệ thống máy bơm giúp phân nhỏ rác tại thùng, cũng như bơm nước thải tới toàn bộ hệ thống. Ngoài ra, hệ thống còn có các thùng chứa nhỏ giúp tăng cường trao đổi oxy cho các vi khuẩn tiêu hủy thức ăn thành chất dinh dưỡng cho cây. Bằng việc tận dụng các ống nước đã qua sử dụng, nối ghép lại thành hệ thống vừa phân nhỏ chất thải, vừa tưới cho cây, giúp tiết kiệm chi phí lắp đặt thử nghiệm. Dù đặt ngoài trời, nhưng qua 2 năm, hệ thống này vẫn chưa bị hỏng hóc. Không chỉ tận dụng được thức ăn thừa, mô hình này còn có thể tận dụng chất thải từ việc nuôi gà, nuôi cá để giảm phát thải. Tận dụng chất thải từ chế biến tiêu thụ thực phẩm tại Việt Nam tuy mới chỉ đang phát triển theo hướng các mô hình cá nhân hoặc hội nhóm nhỏ lẻ bởi nhiều nguyên nhân như công nghệ chưa có, ý thức phân loại rác tại nguồn chưa cao, ý thức tiết kiệm chưa nhiều và cũng chưa đem lại nhiều hiệu quả về sinh kế cho người dân. Thế nhưng thành công bước đầu đã cho thấy rằng mọi rác thải đều là tài nguyên. Chỉ cần chúng ta thay đổi thì mọi thứ sẽ thay đổi. Vâng, chỉ cần chúng ta thay đổi nhận thức thì rác thải chính là nguồn tài nguyên, dù là loại rác thải nào đi chăng nữa. Và nhằm khuyến khích, nâng cao nhận thức của người dân về ý thức phân loại rác tại nguồn và hạn chế rác thải ra môi trường, thì trong thời gian gần đây, tại thành phố Hà Nội đã xuất hiện một số điểm đổi rác lấy quà vào mỗi thứ Bảy hàng tuần. Mô hình này thì đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của người dân và từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Trong chuyên mục Sống Xanh tuần này thì mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi khám phá những điểm đổi rác lấy quà này. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lượng chất thải nhựa và túi ni lông ở Việt Nam hiện ở mức rất cao, chiếm từ 8 đến 12% chất thải rắn sinh hoạt. Điều đáng chú ý là trong tổng số rác thải nhựa ra môi trường, ước tính chỉ có khoảng 6% được tái chế, khoảng 8% được tiêu hủy, còn 55% đã tích lũy trong các bãi chôn lấp, bãi rác hoặc môi trường tự nhiên. Việc thu gom xử lý tái chế khi nhựa đã bị trộn lẫn cùng những loại chất thải khác sẽ rất khó khăn và tốn kém. Chính vì vậy, phân loại rác thải tại nguồn là một trong những khâu quan trọng đầu tiên của quy trình xử lý rác, giúp giảm thiểu chi phí từ quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý. Trong khoảng 10 năm qua, hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã từng thực hiện việc phân loại rác tại nguồn tại các hộ gia đình, nhưng đến nay vẫn chưa thực sự thành công.
Để tái khởi động dự án phân loại rác tại nguồn, công ty môi trường đô thị Hà Nội Urenco đã triển khai chương trình đổi rác lấy quà tặng tại 4 quận trung tâm nội thành Hà Nội, bao gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Đống Đa. Đây là hoạt động nằm trong dự án phân loại rác tại nguồn được triển khai từ giữa tháng 8 năm nay. Theo đó, người dân có thể dùng các loại rác tái chế như nhựa, vỏ lon bia, chai nhựa, giấy bìa, giấy báo cũ hay túi ni lông để đổi lấy những phần quà có giá trị là các sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường như túi sinh thái tự hủy, xà phòng hay nước rửa tay thiên nhiên. Dự án phân loại rác tại nguồn xuất phát từ cái yêu cầu thực tế là hiện nay chúng ta đã biết là một ngày trung bình thành phố Hà Nội thải ra khoảng 7.500 tấn rác thải. Toàn bộ lượng rác này thì chưa được phân loại và được vận chuyển về hai khu liên hiệp xử lý chất thải Lam Sơn và Phương Sơn và xử lý bằng hình thức chôn lấp. Cái việc xử lý bằng hình thức chôn lấp này thì nó có những tác động rất là tiêu cực đến môi trường sinh thái tự nhiên. Do đó thì cái dự án phân loại rác tại nguồn sẽ triển khai trong giai đoạn lần này. Nó là một nhu cầu tất yếu. Hoạt động đổi rác tái chế để lấy quà này thì có một thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải đến người dân là rác chưa phân loại chỉ là rác, nhưng khi rác được phân loại rồi thì rác là tài nguyên. Nó cũng có giá trị giống như những cái mặt hàng và những sản phẩm mà chúng tôi đang đổi cho người dân tại đây. Thì qua đây chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ rằng là cái việc mà bảo vệ môi trường, hoạt động phân loại rác là một trong những hoạt động tích cực để bảo vệ môi trường. Thông qua sự kiện này, ban tổ chức mong muốn gửi tới thông điệp bảo vệ môi trường, giảm thiểu sử dụng các vật phẩm từ nhựa, thay vào đó là sản phẩm thân thiện với môi trường. Từ những hành động nhỏ của mỗi người dân sẽ góp phần to lớn bảo vệ môi trường thành phố và giảm thiểu lượng rác thải phát sinh hàng ngày, và cùng hướng tới khởi động lại chương trình phân loại rác tại nguồn. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trên địa bàn thành phố, chỉ sau hơn một tháng triển khai, Urenco đã thu được hơn 11.000 tấn rác. Chúng tôi nhận thức rằng là đây là một cái việc rất là tốt cho cái quá trình là phân loại rác tại nguồn. Bởi vì là chúng tôi cũng nhận thức được rằng là cái việc này là nó sẽ làm rất tốt đến cái môi trường của nhân dân được trong sạch, đến từng hộ gia đình, và cái này cũng đảm bảo cái sức khỏe của người dân chúng tôi, đồng thời là cũng là tiết kiệm cái chi phí cho các cái hoạt động mà phân loại xử lý rác đối với lại các cấp chính quyền. Thế nên chúng tôi là rất là đồng thuận, là chúng tôi cũng sẽ là quyết tâm thực hiện. Bây giờ cái môi trường của mình như thế là nó không được, không khí nó không được trong lành này, đốt này, rác thải nó để ô nhiễm môi trường, để gây độc hại cho nhân dân. Cho nên cả chung tay cùng cộng đồng để cho mọi người, như người dân hưởng ứng khu vực vận động này rất là tốt. Rác được phân loại tại nguồn không chỉ làm giảm chi phí cho các khâu thu gom vận chuyển, mà xử lý cũng dễ dàng hơn. Sau khi được phân loại, một phần rác có thể tái chế sẽ là nguồn tài nguyên hữu ích, đem lại nguồn lợi kinh tế và giải quyết được bài toán về môi trường. Việc phân loại rác tại nguồn được coi là giải pháp tốt nhất để giải quyết nút thắt trong việc xử lý rác một cách bền vững. Và về lâu dài, đây cũng sẽ là yếu tố bắt buộc để xử lý rác của thành phố, bởi bãi rác Nam Sơn hiện đã đang trở nên quá tải. Chúng tôi là phân loại ra làm hai cái loại rác chủ yếu, đó là rác tái chế được, bao gồm rác thải nhựa, giấy và các loại kim loại, và cái rác mà không tái chế được thì mang đi chôn lấp. Giai đoạn tiếp theo là sẽ phân loại theo hướng mà chất tái chế và đốt được và không đốt được. Đây là một cái mục tiêu mà quận Hoàn Kiếm chúng tôi cũng xác định là một cái nhiệm vụ phải kiên trì tuyên truyền và vận động người dân thực hiện, và đặc biệt là bằng các con số cụ thể. Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền cho chương trình phân loại rác tại nguồn, các điểm đổi rác tái chế lấy quà sẽ được duy trì thường xuyên vào thứ Bảy hàng tuần và sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quý vị đừng quên hoạt động đổi rác lấy quà vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại 4 quận của thành phố Hà Nội, và hãy đồng hành cùng chúng tôi trong các hoạt động sống xanh vì môi trường. Đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình Môi trường và Tài nguyên kỳ sau.